Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Lee Shipper. Hôm nay quay cho mọi người một cái em xe SH hàng ba cục vì kiểu ý á mọi người, 150, và một cái xác xe không có gì là trần trụi hơn hết mọi người. Đây, một em với số máy là KF08E5004093KTGM1, đăng ký là đời 2010 nha mọi người, và số cặp cũng rất là dễ thương, 22411, biển số Sài Gòn 22411 nha mọi người. Một em đang mở ra trần trụi lột áo hết để quay cho mọi người coi đó, và bán cho mọi người cái xác xe thôi chứ còn không bán dàn áo nha mọi người. Không bán dàn áo nha. Ok, dàn áo thì anh chị em mà mua cái xe này em tặng cho cái dàn áo màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu bạc gì đó đó, thích màu nào em tặng cho mình màu đó nha. Chứ còn hôm nay thì đang bán cho mọi người cái xác xe thôi chứ không có bán cái dàn áo nha, xe không có dàn áo. Rồi, một em trần trụi như thế này thì anh chị xem nè, bắp bọng 7 màu rất là mới nha mọi người. Đó, đây là của cổ nè, ốc của cổ. Bên đây thì xi lắp nắp chao nha mọi người. Trần trụi như thế này quay cho mọi người coi á, nó sẽ dễ hơn để mọi người thấy được cái xe này độ mới nó như thế nào. Nó mới 80%, 90% hay là nó chạy nhiều rồi, nó còn 40-30% thôi. Rồi, chao là còn xanh lè, nắp xi lắp là cực đẹp, đầu chưa rớt, máy chưa trẻ nha mọi người. Cứ rớt đầu rồi thì về kiểm tra rớt đầu rồi á, em trả lại đủ tiền cho mình nha, anh chị em yên tâm nha mọi người. Đây là hai con ốc chân lồng và chưa có dấu mở nha mọi người. Bên trong cái cục máy của xe thì mới ken, không có nhớt gì hết. Bên đây là cây cốt treo máy, tất cả đều phô ra hết cho mọi người coi để mọi người nhìn được một cái xe khi mà lột áo ra rồi thì cái nội thất bên trong á nó có nhớt hay không, có bị bùa phép gì hay không nha mọi người. Còn bên đây là bơm nước nè, cũng còn rất là mới, cái bơm nó còn 7 màu luôn nha mọi người. Đó, quay xa xa phía lên trên cho mọi người coi, bát của bơm xăng, nắp xăng ha, isezin. Đó, có cục máy anh chị coi nè, mới ken hết nha mọi người, mới ken hết. Rồi, sạc thì sạc zin theo xe luôn. Cục sạc này thì nếu mà anh chị thấy những cái cục sạc đi lăng hoặc là những cái cục sạc bé thì nó cũng không sao hết, nó cũng đều là cái tiêu chuẩn của châu Âu hết nha mọi người. Tại vì nhiều anh em kêu là sạc lô, sạc đi lăng, sạc bé gì đó thì nó cũng không quan trọng đâu, miễn là chúng ta đi cái điện á, chúng ta đi cái nguồn điện vào và nguồn điện ra nó phù hợp với cái xe thì sạc nào cũng được hết mọi người. Tại vì BS thì nó cũng từ châu Âu nó nhập nguyên con qua, đi lăng thì cũng từ châu Âu nhập nguyên con qua, Ý nó cũng từ châu Âu nhập qua, nên không sao hết nha mọi người. Miễn là đường điện chúng ta đi, cái đầu điện ampe nạp vào và cái đầu điện ampe xuất ra nó bằng nhau, hoặc là nguồn vào thì phải có nguồn xả ra, đó hoàn toàn bình thường hết, không sao nha mọi người. Rồi, và thêm quay thêm bên đây nữa, chân phuộc của con xe hàng ba cục này gấp lóc liếc mâm lửa ốc bơm. Đó, một cái chi tiết xe trần trụi cho anh chị em mình xem để mà biết được cái con xe này nó có ken hay không nha. Còn bên đây là cái đường bơm nước nè, đường bơm nước của xe hàng ba cục nè mọi người. Rồi, quay như vậy nữa là quá chi tiết luôn á mọi người, không cái chỗ nào mà quay được chi tiết như cửa bên cửa hàng của Lee Shipper đó nha mọi người. Lột hết dàn áo ra, quay từ bên trong ra bên ngoài cho mình hết, quá tuyệt, chiều khách là hết bực luôn rồi đó. Biển số rất cũng dễ thương, 22411, biển số cặp, biển số Sài Gòn. Xe này thì em bán 140 mấy triệu nha, và riêng em hàng ba cục này em đã nói ở đầu clip rồi, em bán đúng cho mọi người á là bán cái xác xe thôi chứ còn không có bán dàn áo đâu. Dàn áo anh chị em nào mà mua cái xe này á, thích cái màu nào thì em tặng cho cái màu đó, màu bạc em ráp màu bạc vô, màu đỏ em ráp màu đỏ, màu trắng em ráp màu trắng, màu đen em ráp màu đen đó. Chứ còn xe này thì em không bán dàn áo đâu nha mọi người, cái xe này em bán là bán cái xác, không có bán dàn áo nha. Rồi, còn bên đây là một cặp vỏ IRC dày nha mọi người, còn rất là dày. Anh chị em về với cái cặp vỏ này á, anh chị em có thể chạy tầm khoảng trên dưới gần 2 năm, trên dưới gần 2 năm nữa mình mới thay vỏ nha. Cặp vỏ IRC nè, ở trên đây thì phuộc, ti phuộc là còn đẹp nha mọi người, và không có bị xi nhớt, nhạt nhớt gì hết nha. Đấy, rồi một cái chi tiết xe, một em hàng ba cục này cũng quay cho mọi người như vậy là khá là chi tiết rồi. Bên trong như thế nào,
rồi cái máy đã có đảm bảo cho mọi người hay không, rớt đầu hay chưa, làm máy hay chưa thì cũng quay rồi. Biển số cũng dễ thương nữa. Giá cả thì như lúc nãy em đã nói, bán 140 mấy triệu thôi, bao gói hồ sơ gốc cho mình, hoặc là những anh chị em ở xa thì em sẽ hỗ trợ vận tải về cho mình nha. Cứ ở xa thì em bớt nhiều hơn, rồi hoặc là em vận chuyển miễn phí cho mình. Chứ còn ở xa thì tại vì bảo trì bảo dưỡng đó mọi người, không có được như ở gần. Có gì trục trặc thì nó cũng khó khăn hơn, nên thành ra thì mình bớt nhiều hơn một tí cho những cô chú anh chị ở xa về cái phần mà bảo trì bảo dưỡng ha. Còn nếu mà anh chị ở gần rồi thì em bớt ít thôi nha. Em bớt ít thôi để còn quay lại đây rồi chạy 2-3 năm em bảo trì bảo dưỡng cho mình nữa. Dạ rồi, ok. Xin chốt lại, em hàng ba cục với số máy là 5004, biển số cặp 22411, em bán với giá là 140 mấy triệu. Anh chị em nào quan tâm thì có thể liên hệ cho Ly Sì Bo nha mọi người. Máy móc nguyên zin, chưa rớt đầu, chưa làm máy gì hết nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này. Còn bây giờ thì bye bye và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp mọi người ở clip sau của Ly Sì Bo.